Giới huyền học xôn xao bàn tán về vận trình tử vi của những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 3 âm lịch. Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn thành công. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình công danh sự nghiệp tài lộc và sức khỏe tình duyên của những người sinh năm 1977 Đinh Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 3 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực và nhất là vấn đề kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm rõ được vận trình của Thái Tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ rất có thể chúng ta sẽ bị trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Và điều mà quý vị cần phải nên lưu ý đó là rất có thể sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ về hãm và quấy phá liên tục, nhưng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Đinh Tỵ phải quá lo lắng. Những khó khăn trăn trở, trở ngại trong cuộc sống đến với mình thì cũng chỉ là để giúp cho chúng ta có thể hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Và sau những biến cố thì bao giờ cũng là một con đường sáng lạn ở phía trước. Và nếu nắm được vận trình và biết cách đi đúng hướng thì những gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng 3 âm lịch này chúng ta vẫn sẽ có được những thành công bứt phá, có thể đứng đầu trong top những con giáp may mắn nhất trong tháng 3. Vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần như thế nào thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Những người sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo, luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo phong thủy lộc tài, người tuổi Tỵ là người rất tinh ý, thông minh, có điều kiện thành gia chủ trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi phải chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi và tính rất cẩn thận, thận trọng khi nghe tin người khác. Bởi bản tính đa nghi của những người này, họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình và yêu thích sự hài hước. Người tuổi Tỵ sinh năm 1977 trong tháng này gặp khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú thì mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được phương pháp chữa trị phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và rèn luyện thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong tháng này. Tuy nhiên tình yêu đến muộn, song hai người vẫn rất phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định và có thể tính chuyện lâu dài. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp giáp dương mộc nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng này cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án giải quyết hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 Giáp Thìn, đường công danh sự nghiệp của gia chủ được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương, cần chủ động nắm bắt, công việc thuận lợi hơn trước, được gặp nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp. Có điều nếu không nhanh chóng nắm bắt thì rất dễ bỏ lỡ thời cơ, thành quả, tuy có nhưng chưa ở mức rực rỡ. Với những người làm chủ thì tháng này không phải quá may mắn với bạn, môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề sẽ cần phải giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác thì bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn hoặc tự mình kiểm tra các tài khoản. Sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, đối thủ tìm cách quấy nhiễu, khiến áp lực kèm theo không ít, đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, đương đầu với mọi điều có thể xảy ra.
Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 3 âm lịch mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho tuổi Đinh Tỵ, thậm chí bạn còn được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhưng vì chưa thật sự tích cực tranh đấu để giành lợi ích cho mình nên bạn rất dễ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Gia chủ cũng cần chú ý có thể sẽ phải chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em bạn bè và nghiêm trọng hơn là có thể làm sứt mẻ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Có tiểu hao hung tinh xuất hiện nên gia chủ Đinh Tỵ cần phải chi tiêu rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền bạc của bạn vào trong một dự án duy nhất mà nên phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình. Bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật nhòm ngó và bám đuôi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Đinh Tỵ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào quá lớn đối với sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ trong tháng này. Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra thì cũng sẽ gặp đúng thầy đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ Đinh Tỵ cần phải tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt là làn da và mái tóc. Bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt, các gia chủ tuổi Đinh Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tử vi tình duyên tháng này báo hiệu dù là nam mệnh hay nữ mệnh đều có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên tình cảm của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn. Bản thân bạn cũng dễ vì sự bao dung của đối phương mà thu hút. Nếu gặp được, cần chủ động nắm bắt, đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Với những người đã yên bề gia thất thì bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn, luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để cho các con của mình ở đó, sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui khỏe. Là người cha người mẹ trong gia đình thì tốt nhất hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Ngoài ra, đào hoa vượng vận thì cũng có thể gây tác dụng ngược, nhất là với nam mệnh đã có gia đình. Bạn có thể gặp phải một vài rắc rối về tình cảm hoặc gây mâu thuẫn khó hòa giải, chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 3 năm 2022, tức ngày 16 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 3 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim.
Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 3 năm 2022, tức ngày 13 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức ngày 25 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1977 trong tháng 3 âm lịch, và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi cuộc sống trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin đến chào và hẹn gặp lại!